Karina của aespa là một trong những nữ idol hot nhất hiện nay. Trưởng nhóm aespa thu hút lượng fan khủng nhờ nhan sắc như nhân vật đồ họa cùng tính cách thú vị. Tuy nhiên thì mới đây nhất cô bất ngờ gây ra tranh cãi với phát ngôn trong một cuộc phỏng vấn. Cụ thể, Karina hé lộ rằng aespa rất hòa thuận, khác với những nhóm nhạc K-pop khác. Dù bốn người chúng em có tính cách khác biệt nhưng lại hòa hợp với nhau rất tốt, có thể nói vừa là bạn bè vừa là gia đình, có những chuyện không cần nói ra nhưng vẫn hiểu ý nhau. Thật sự là nếu nhìn vào các nhóm nhạc K-pop khác, người ta xung đột với nhau rất nhiều, có nhóm không thể làm việc hòa hợp, nhưng ngay từ đầu bọn em không như vậy. Nếu bất hòa nổi lên, chúng em sẽ cố gắng giải quyết ngay lập tức. Em nghĩ đó là lý do chúng em có thể làm việc ăn ý mà không gặp trở ngại gì. Phát ngôn này của Karina đã làm netizen tranh cãi không ngừng. Nhiều người bênh vực Karina cho rằng cô đang nói lên thực trạng K-pop. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến chỉ trích nữ idol phát ngôn thiếu tinh tế, dùng sự bất hòa của nhóm khác làm bàn đạp tô lên sự hòa thuận của nhóm mình. Ngoài ra không phải nhóm nhạc K-pop nào cũng bất hòa, có rất nhiều nhóm nhạc đoàn kết và hoạt động cùng nhau đến hơn 2 thập kỷ. Đây không phải là lần đầu tiên nữ thần AI nhà SM có phát ngôn gây tranh cãi. Trong chương trình của rapper Lee Jong-ki, Karina cũng từng nói rằng mình có nhiều thời gian rảnh lắm. Người nổi tiếng bảo không có thời gian rảnh là nói dối. Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích ý kiến của Karina cho rằng lịch trình của mỗi idol đều khác nhau và lịch trình của Karina không đại diện cho tất cả. Bạn có nhận xét như thế nào về vấn đề trên đây? Đừng quên để lại bình luận bên dưới video nhé. Chúng mình là Top Sao Hàn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.